làm khỏe các khớp. Hãy đặt tay trái lên vùng đám rối mặt trời để nhận được dự trữ năng lượng, tay phải để ở khớp bị đau. Hãy cảm nhận độ ấm bằng tay trái đi ra từ đám rối mặt trời dưới lồng ngực. Hãy tưởng tượng sức ấm đi theo tay đến vai, đi qua vai và cổ đến tay phải và từ lòng bàn tay phải đi vào khớp đau. Khoảng 5 đến 7 phút sau thì nhấc tay trái ra và cũng đặt lên chỗ đau nhưng ở phía ngược lại. Ví dụ đau ở đầu gối thì tay phải đặt ở bên trên thì tay trái đặt ở phía dưới đầu gối. Hãy nghĩ đến sức ấm và dòng năng lượng qua lại giữa hai lòng bàn tay như thế nào và năng lượng này xuyên qua đầu gối và nạp cho nó sức khỏe và sức lực giữ như thế chừng 5 đến 7 phút. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.